sân thì các cầu thủ cũng đã lao vào ẩu đả, và chúng ta thấy là trọng tài chính điều khiển trận đấu, trọng tài người Oman, ông Ali Kassim đã chuẩn bị sẵn chiếc thẻ đỏ, không biết là dành cho cầu thủ nào đây. Hai thẻ đỏ, một cho thủ thành của U22 Thái Lan Soponwit và một cho trung vệ Cô Măng của U22 Indonesia. Chỉ còn trên sân 10 người. Và bây giờ có lẽ là án phạt để dành cho các thành viên của ban huấn luyện. Hai thành viên ban huấn luyện của Thái Lan bị truất quyền chỉ đạo. Liên tiếp là những chiếc thẻ được trọng tài Kassim người Oman rút ra. Không chỉ là thẻ vàng và thẻ đỏ cho các cầu thủ ở trên sân mà còn là thẻ cho các thành viên ngồi trên băng ghế dự bị cũng như là ban huấn luyện của hai đội. Chúng ta cùng xem là thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của UAE Indonesia sẽ là bao nhiêu thẻ và sẽ dành cho ai đây? Có lẽ là không phải dành cho huấn luyện viên trưởng Indra Safri. Diễn biến của nó đã vượt xa ra hình dung và tưởng tượng của rất nhiều người. Khó có ai có thể nghĩ ra một kịch bản như thế này. Mọi thứ vẫn chưa thể tiếp tục khi mà những chiếc thẻ đỏ vẫn còn chưa rút ra hết. Sẽ có thẻ đỏ dành cho trợ lý của huấn luyện viên Indra Safri. Như vậy là đến thời điểm này, trọng tài chính điều khiển trận đấu của Oman, ông Ali Kassim, đã phải rút ra tổng cộng là 11 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Hai thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ là thủ thành Soponwit của UAE Thái Lan và trung vệ Komang Chitsananda của UAE Indonesia. Ba thẻ đỏ dành cho hai thành viên ban huấn luyện của UAE Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện của UAE 2 Indonesia.